Trời nắng nóng, con sen đi ngoài đường về phát hiện hai boss đang ngụp lặn trong lu. Sau khi đổi cái nắng gần 40 độ từ ngoài đường về nhà, con sen đã cảm thấy vô cùng bất lực. Sông ngòi miền Tây thì cạn nước, còn con sen thì cạn hết cả lời khi nhìn thấy trong căn nhà to to có một cái lu nho nhỏ. Trong cái lu nho nhỏ có hai con cờ hó to to đang trầm mình ở bên trong đó. Không những vậy, mặc dù ngoài kia trời đang nóng như đổ lửa, nhưng mà hai con báo đội lốt con chó rất biết lượng sức mình. Biết rõ ràng cái lu nhỏ xíu không thể chứa vừa cùng lúc hai nhân khẩu. Thế nên một con được ưu tiên ngụp lặn trước, một con quay tới quay lui trên miệng lu để mà canh chừng. Tới khi nào mà con kia nó cảm thấy thỏa mãn thì phóng ra ngoài, nhường lại thiên đường cho người thừa kế. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ trước trí khôn của hai con boss. Không những biết tự tìm chỗ tắm để giải tỏa cái cơn nắng nóng, mà còn biết nhường nhịn nhau kẻ trước người sau, không hề chen lấn. Một số bình luận được mọi người để lại: bà thứ hai rất là thùy mỹ nết na luôn, đâu như ai kia đã được tắm trước mà còn làm đục đùng. Thời tiết mát mẻ như này tới người ta mà còn ngày tắm 4-5 lần, huống chi là cuốn. Khôn dữ thần bay ơi, tụi nó biết thay ca nhau luôn kìa bay ơi. Chẳng bù cho con chó nhà em, nóng thì nóng thiệt, mà nghe kêu tắm cho nó mát là đã chạy trốn mất tiêu hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.